Thêm 50 người Việt tháo chạy khỏi nơi việc nhẹ lương cao tại Campuchia. Chiều ngày 17 tháng 9, mạng xã hội xuất hiện clip quay lại cảnh hàng chục lao động Việt Nam tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, nơi được cho là việc nhẹ lương cao về hướng cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Cụ thể, trong các clip xuất hiện trên mạng cho thấy, những người lao động này đang làm việc tại casino ở Campuchia do người Trung Quốc làm chủ ở ấp Ba Vét Candle, phường Ba Vét, thành phố Ba Vét, tỉnh Svay Riêng, lợi dụng lúc mưa lớn đã tháo chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Dưới làn mưa, nhiều người bỏ cả dép chạy, có người ngã, có người dìu nhau bỏ chạy tán loạn. Nhiều người không may mắn đã bị những người mặc đồng phục bảo vệ bắt trở lại. Hiện tại nhóm may mắn chạy thoát được đang tập trung tại cửa khẩu. Theo một số nguồn tin cho rằng, có khoảng 50 lao động bỏ chạy khỏi công ty Campuchia về phía cửa khẩu Mộc Bài. Tất cả những người trốn thoát đều là công dân Việt Nam. Họ bị lừa qua Campuchia làm việc nhẹ, lương cao tại casino trên. Công việc chủ yêu cầu họ làm là lập các tài khoản mạng xã hội rồi bắt đi dụ dỗ những người chơi game, đánh bạc trên mạng để nạp tiền. Tuy nhiên, do có mâu thuẫn với chủ nên rủ nhau bỏ chạy về nước. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh và Campuchia đang thực hiện các thủ tục liên quan để đưa những người này về nước sớm nhất có thể.